X51 Story mến chào quý thính giả. Lê Tương Dực, sinh năm 1495, mất năm 1516, tên húy là Oánh, có tên nữa là Trừ, là cháu nội Lê Thánh Tông và là vị vua thứ 9 của nhà hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Chị vì từ năm 1509 đến khi bị Trịnh Duy Sản giết hại ngày 7 tháng 4 âm lịch năm 1516. Dưới thời Lê Hiến Tông, Lê Oanh được phong làm giản tu công. Bách khoa toàn thư mở ghi, Lê Uy Mục giết hại Tông Thất, giam cầm Lê Oanh. Lê Oanh đút lót cho người canh cửa bỏ trốn, được đại thần thất sủng là Nguyễn Văn Lang lập làm minh chủ. Tháng 11 năm 1509, Lê Oanh dùng cờ hiệu của anh mình là Cẩm Giang Vương Lê Sùng để chiêu tập lực lượng ở Tây Đô, Thanh Hóa, sau đó đưa quân về chiếm Đông Kinh, Hà Nội, bắt được và bức Lê Uy Mục uống thuốc độc tự tử. Theo sử sách, giản tu công Lê Oanh vì việc trước đây vua giết hại cha mẹ, anh chị em mình thảm khốc mới căm giận chư nguôi, sai người dùng súng lớn để sát Lê Uy Mục vào miệng súng, cho nổ tan hết hài cốt, sau đó tự lập làm vua, lấy niên hiệu là Hồng Thuận, tức là vua Tương Dực. Ông lấy ngày sinh làm Thiên Bảo Thánh Tiết, tự xưng là Nhân Hải Động Chủ. Sách Đại Việt Sử Ký toàn thư chép, tháng giêng năm Quý Dậu 1513, chánh sứ nhà Minh là Trần Nhược Thủy và phó sứ là Phạm Hy Tăng sang phong cho Tương Dực làm An Nam Quốc Vương và nhận xét: Quốc Vương An Nam mặt thì đẹp mà người lệch tính thích dâm, là vua lợn, loạn vong sẽ không bao lâu. Không kém cạnh tiền nhân Lê Uy Mục, Tương Dực cũng lao vào con đường ăn chơi trụy lạc. Năm 1512, Lê Tương Dực cho làm điện lớn hơn trăm nóc, bách ốc, rồi lại làm đài chín nước, cửu trùng đài, rất nguy nga tráng lệ. Riêng cửu trùng đài xây trong 4 năm mới hoàn thành. Sử ghi người thiết kế là Vũ Như Tô, quê ở xã Minh Quyết, huyện Cẩm Giàng, nay thuộc Hải Dương. Khi cửu trùng đài xây dựng chưa xong, năm 1513, Lê Tương Dực tiếp tục cho xây dựng hàng loạt cung điện mới. Sử chép, tháng 3 năm Quý Dậu 1513, dựng điện Mục Thanh và làm hai nhà giáp đường ở phía đông và phía tây điện. Bên đông gọi là nhà Trương Đức, bên tây gọi là nhà Chiêu Huân. Tháng 5 năm Giáp Tuất 1514, vua nghe lời tâu của hiệu úy Hữu Vĩnh, giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của Mẫn Lệ Công, vua Uy Mục và triều trước vào để gian dâm. Năm Bính Tý 1516, vua cho đắp thành mấy nghìn trượng, bao vây cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa chắn ngang sông Tô Lịch, rồi lại làm điện hơn trăm nóc, đóng thuyền chiến, sai bọn nữ sử cởi chuồng chèo thuyền ở hồ Tây cùng vua chơi đùa, lấy làm thích thú. Lòng người căm giận không yên tất dẫn đến sự biến. Sử chép rất nhiều cuộc nổi loạn từ những năm 1515 như Phùng Trương ở Sơn Tây, Đặng Hân và Lê Hất ở Thanh Hoa, Trần Công Ninh ở Yên Lãng, Trần Cảo ở Thủy Đường. Ngày 7 tháng 4 năm Bính Tý 1516, Nguyên Quận Công Trịnh Duy Sản, người từng phụng mệnh của Tương Dực đi đánh dẹp Phùng Trương, đã giết vua ở cửa nhà Thái Học. Trước đây vì Duy Sản nhiều lần can ngăn trái ý vua, khi bị đánh bằng trượng, Duy Sản cùng bọn Lê Quảng Độ, Trình Chí Sâm mưu việc phản. Sau khi Trịnh Duy Sản giết Lê Tương Dực, kiến trúc sư Vũ Như Tô cũng bị An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ giết chết ở ngoài cửa kinh thành. Cửu trùng đài và nhiều công trình kiến trúc khác đều bị san phẳng. Khi biết tin vua bị giết, An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ đang đóng giữ ở Bồ Đề, Long Biên ngày nay, bèn bỏ Bồ Đề vượt sông sang kinh thành. Việc này khiến cửa ngõ kinh thành bỏ trống, Trần Cảo nhân cơ hội này, ngày 11 tháng 4 năm 1516, đã lấy được kinh thành, tiếm đặt niên hiệu Thiên Đức, ra triều đường làm việc, dùng Lê Quảng Độ coi việc nước. Nhưng Trần Cảo cũng chỉ giữ được kinh thành hơn 10 ngày. Đến ngày 23 cùng tháng, trước sự phản công trở lại của Trịnh Duy Sản, Nguyễn Hoàng Dụ, Lê Sạn, Trịnh Huy, Trần Chân, Trịnh Hy, từ khắp các hướng kéo về vây hãm, Trần Cảo phải mở cửa thành, phá vòng vây, vượt sông Thiên Đức, chạy tháo thân. Lại nói An Hòa Hầu bỏ Bồ Đề, nổi giận đem quân vượt sông, đốt phá phố xá ở kinh thành, định cùng với con em ra thuộc tính việc báo phục. Việc đốt phá náo loạn kinh thành của Nguyễn Hoàng Dụ còn kéo dài tới tận năm 1517. Nguyên do cũng vì những hiềm khích xuất phát từ những âm mưu tranh giành quyền lực và ảnh hưởng giữa các phe cánh, các dòng họ chốn cung đình đang suy vi. Giữa những ngày khói lửa tại đất Đế Đô, dòng vàng chắc cũng tơi tả. Khi thì Trần Cảo từ bên ngoài đánh vào, chiếm giữ kinh thành. Khi thì diễn ra các đợt phản kích của các cánh quân nhà Lê nhằm giành lại quyền kiểm soát Đông Kinh, tức Thăng Long. Rồi khi giành được Đông Kinh, thì các phe phái trong triều đình lại quay ra xung đột lẫn nhau ngay trong các phố phường. Tất cả khiến cho kinh thành rung chuyển vì gươm đao binh lửa. Trong hoàn cảnh đó, dân chúng cũng kẻ mạnh người yếu, vào thành tranh nhau lấy vàng bạc, của báu cung khuyết, kho tàng vì thế mà hết sạch. Theo sử sách về con người thực của Lê Tương Dực, phải ghi nhận rằng, vào những ngày đầu mới lên ngôi, vua vẫn biết nghe lời phải trái, đã ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, được coi là có công trạng với đất nước. Điển hình là vụ hoạn quan Nguyễn Khắc Hải làm loạn, viên quan Đức Bằng dâng lên 14 kế sách trị bình, được vua nghe theo, đại ý là: từ khi lên ngôi tới nay, hòa khí chưa thuận, can qua chưa dứt, kỷ cương triều đình chưa dựng đặt, việc quân, việc nước chưa sửa sang,
tai gì xảy ra luôn, sợ đạo trời chưa thuận, núi đá bị sụt lở, e đạo đất chưa yên. Tệ tham nhũng ngấm ngầm phát triển, bọn nghịch tặc lén lút manh nha, sợ đạo người chưa ổn. Thế mà quan trong triều biết mà không nói, họ tự lo cho mình thì được rồi, còn lo cho nước thì ra sao? Kính xin trình bày 14 kế sách trị binh. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định về Lê Tương Dực. Vua buổi đầu lên ngôi, ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, cũng đáng coi là có công nghiệp. Song chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cướp nổi lên, dẫn đến nguy vong là bởi ở đấy. Với thời gian hơn 6 năm cầm quyền, có thể nói Lê Tương Dực đã cống hiến cho đất nước một số điều đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa lớn, đúng như trong một bài ký, quan đại thần Đỗ Nhạc có viết như sau: vua lấy thông minh làm vua, dạy trí nêu nước, mở rộng quy mô của Thái Tổ dựng cơ đồ, rộng thêm trị hiệu của Thánh Tông Sùng Văn Giáo, mới đặt giảng diên, để tâm điển tịch. Để tỏ ra văn chương ngang trời dọc đất của nhà vua thì làm tập Bảo Thiên Thanh Hạ, để mở rộng gương sáng châm trước xưa nay về trị đạo thì soạn tập Quang Thiên Thanh Hạ. Thánh bậc ngày càng cao minh, thánh đức ngày càng thuần túc. Hơn nữa đến nhà thái học hỏi trị đạo, ra nơi điện đình thi học trò, then máy của võ lại càng chu đáo lắm. Đã sai quan trùng tu Quốc Tử Giám và làm mới nhà bia, lại nghĩ tới hai khoa Ất Sửu, Mậu Thìn chưa có dựng bia, liền sai quan khắc bia soạn ký để dựng lên. Như vậy có thể thấy được cái ý tôn sùng đạo học, khuyến khích hiền tài sâu sắc dường nào. Như vậy nếu nói Lê Tương Dực là hôn quân thì chưa đúng, mà bảo ông là anh quân lại càng sai. Ở vua có đủ hơi mặt tốt, xấu cũng giống như người đời có câu, nhân vô thập toàn, bên cạnh những thành tựu đã làm được, ông đã mắc một số sai lầm dẫn đến kết cục vị hoàng đế này chịu một cái chết bi thảm vào tháng 4 năm Bính Tý, 1516, khi mới 24 tuổi. Đúng là, thượng bất chính thì hạ tắc loạn, nhưng đáng lẽ chỉ đánh đuổi hôn quân như Lê Tương Dực, thì các thế lực phong kiến lại phá hủy luôn cả cung điện, đền đài, các công trình kiệt tác kiến trúc như Bách Ốc, Cửu Trùng Đài, giết cả vị kiến trúc sư Vũ Như Tô. Họ không xem đó là tài sản và bảo vật quốc gia. Vũ Như Tô được chép trong sách sử với những lời không được đẹp đẽ. Ông bị kết tội gian thần làm hại nước. Tuy nhiên, thực tế ông chỉ là một người thợ, làm theo lệnh vua, vốn không đủ cái tri thức để hiểu thời cuộc và chỉ dùng cái tài của mình để phụng sự hôn quân. Việc kết tội sâu dân mọt nước của các sử quan đối với ông là có phần nặng nề. Hiểu nỗi oan khuất này, năm 1941, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã viết vở kịch Năm Hồi Vũ Như Tô đăng trên tạp chí Tri Tân vào năm 1943. Kịch bản sau đó được xuất bản thành sách năm 1946. Tác phẩm phần nào nương nhẹ ngoài bút với Vũ Như Tô, phân trần cho ông vì làm theo lệnh vua, phần nào cũng tiếc nuối cho một tài hoa và một công trình dân tộc vĩ đại. Dân gian có lưu truyền một giai thoại về tài nghệ của Vũ Như Tô. Nguyên vua sai ông làm một chiếc ngai vàng để vua ngự thiết triều. Chiếc ngai vàng được chạm trổ rất tinh vi, khi làm xong, ông rất ưng ý bèn ghé ngồi thử, không may bị quân cấm vệ nhìn thấy. Ông bị khép tội khi quân, bị giam chờ án chém. Ngồi trong ngục buồn quá, ông xin được một nắm thóc nếp, bóc vỏ trấu lấy hạt gạo, rồi dùng móng tay khắc thành một đàn voi trắng nhỏ xíu. Truyền đến tai vua, vua truyền đem lên xem thử, thấy đàn voi giống quá, nhà vua phải kinh ngạc. Cảm thương người thợ tài ba, vua truyền xá tội cho ông. Các thế lực phong kiến làm loạn đó tranh giành quyền lực và ảnh hưởng lẫn nhau, chứ không phải họ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa. Những của cải kho lấm quốc gia, nhân cơn loạn lạc binh lửa, cũng bị dân chúng lấy sạch. Trên thế giới, nhiều nước cũng trải qua nhiều biến động chính trị trong lịch sử. Họ có thể tống cổ cả một hoàng gia, chém đầu vua, như trường hợp vua Louis XVI ở Pháp, nhưng họ vẫn còn các lâu đài cung điện. Để hôm nay, họ tự hào. Biến sự Bính Tý 1516 chỉ là một trong rất nhiều sự biến xảy ra ở Thăng Long. Hậu quả là hôm nay, chúng ta chỉ còn những gì đào lên từ lòng đất. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.